ngày thứ tư tới đây là ngày giáo hội kính nhớ thánh Louis Gonzaga, vị thánh mà Đức Cha đã chọn làm thánh quan thầy của mình. Chúng con xin được đại diện cho cộng đoàn dân Chúa, giáo xứ Phương Nghĩa. Mà giáo xứ mà trước đây Đức Cha cũng đã từng coi sóc trong thời gian 6 năm. Hôm nay chúng con đến đây kính mừng bổn mạng Đức Cha. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Louis ban cho Đức Cha được mạnh hồn khỏe xác, và nhất là ban cho Đức Cha có được nhiều sức khỏe và trí khôn minh mẫn trong lúc tuổi già, để Đức Cha có đủ sức chăn dắt đoàn chiên của giáo phận, một giáo phận rộng lớn với rất nhiều khó khăn thử thách. Chúng con xin hứa sẽ cùng đồng hành với Đức Cha và sẽ cầu nguyện cho Đức Cha thật nhiều để Đức Cha có thể chu toàn sứ vụ mà Chúa đã trao ban cho Đức Cha. Và xin Đức Cha cũng nhớ cầu nguyện cho giáo xứ của chúng con. Một lần nữa, chúng con xin kính mừng bổn mạng Đức Cha. Con xin hết lời. Chúng ta nhớ cầu nguyện tới nhau thôi, cái điều đó là cái điều cần thiết. Làm sao cầu nguyện đến Đức Cha tóc có trắng nó đã đen lại. Yeah.
sinh viên lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6. Giỏi quá. Ông bà về như không hối à? Phải đúng, nó có chuẩn bị, ông chuẩn bị, ông dùng công việc quá, công việc quá, cứ nói bài con. Thế là bây giờ này cứ là cha mẹ. Là cái cha mẹ. Có khi là ông bà nữa cơ. Ông bà, bảo bãi như thế nào? Nhà nó cứ dùng như rất chi tuổi được lên đầu. Mọi chân là kìa. Mọi tay. Mọi chân.